giải đấu eSports Run and Gun đầu tiên tại Việt Nam, Metal Slug National Championship đã sẵn sàng khởi tranh với tổng giải thưởng lên đến 100 triệu Việt Nam đồng. Và một khu vực miền Nam và miền Bắc sẽ nhận được 10 triệu đồng. Và nhà vô địch Metal Slug National Championship mùa đầu tiên sẽ nhận 30 triệu đồng cùng loạt quà tặng hiện vật cấp quyền khác từ Metal Slug Việt Nam. Từ ngày 20 tháng 11 đến 1 tháng 12 sẽ chính thức mở đăng ký tại fanpage Metal Slug Awakening Việt Nam. 32 đội tuyển từ khắp đất nước sẽ thi đấu vòng loại khu vực từ ngày 10 tháng 12 đến 16 tháng 12 tại hai miền Nam, Bắc. 8 đội xuất sắc nhất sẽ cùng nhau tranh tài để tìm ra quán quân tại vòng chung kết toàn quốc vào ngày 23 tháng 12 năm 2023. Hãy cập nhật các tin tức mới nhất và đón xem ngày Metal Slug National Championship tại các kênh sóng của Metal Slug Việt Nam ngay thôi nào!